hơn một năm áp dụng mô hình tưới tiết kiệm, vườn bưởi da xanh của gia đình ông Trần Ngọc Khánh, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh đã có nhiều thay đổi. Gần 1 hecta bưởi phát triển tốt, ít dịch bệnh, năng suất và chất lượng tăng lên đáng kể. Mặt khác, chi phí chăm sóc giảm từ 40 đến 50% so với trước đây. Nhờ vậy, nỗi lo về thiếu nước tưới trong mùa hạn suốt nhiều năm qua cũng được tháo gỡ. Trước kia tôi tưới bằng kéo ống hoặc là ống trải phun lủng lỗ nhiều, thì tôi thấy cái cây nó thứ nhất, điều thứ nhất là cái cây nó sinh bệnh nhiều, và thứ hai là nước nó tràn phan đại hải làm cho rễ cũng không phát triển. Và từ khi tôi chuyển qua hệ thống này thì tôi thấy nó phát triển và nó không bệnh nữa, và những cây bưởi tôi càng ngày càng xanh tốt. Đề tài ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm trên cây ăn quả đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh triển khai tại nhiều địa phương từ đầu năm 2018 nhằm khắc phục khó khăn do thiếu nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi hơn để các địa phương thực hiện chuyển đổi cây trồng vùng hạn. Mô hình được thiết kế đơn giản, lắp đặt gần với nguồn nước. Các tuyến ống có thể được chia ra theo từng khu vực tưới nhằm tăng hiệu suất hoạt động. Tùy thuộc vào từng loại cây trồng, địa hình mà có thể lựa chọn cách tưới nhỏ giọt hoặc cách tưới phun mưa phù hợp. So với thời gian đầu thực hiện, hệ thống đã có nhiều cải tiến, giảm chi phí đầu tư cũng như tăng tuổi thọ hệ thống. Nhìn thấy cái mô hình tưới tiết kiệm đó là điều cần thiết, bởi vì trong cái tình hình nông nghiệp nông thôn mới và cái công nghệ 4.0 thì bây giờ phải dùng đến cái khoa học kỹ thuật, thì chúng ta phải nên sử dụng cái hệ thống tiết kiệm này, thì nó vừa là bảo đảm được cái nguồn nước để nó phù hợp với tình hình khắc nghiệt của thời tiết hiện nay. Cái thứ hai nữa thì nó đảm bảo cho cái cây trồng, nó tưới đúng, tưới đủ thì cây trồng nó phát triển tốt hơn. Ngoài việc chuyển giao đề tài cho người dân, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều biến thể hệ thống tưới tiết kiệm phù hợp với nhiều loại cây trồng, địa hình trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với các nhà khoa học hoàn thiện phần mềm tính toán chế độ tưới, lượng nước tưới, yếu tố thời tiết theo từng giai đoạn, từng mùa trong năm để chuyển giao cho nông dân, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tưới tiết kiệm.